Sơn Tùng MTP là người có mặt trời cự giải, mặt trăng song tử. Trong chim tinh học, vị chủ tịch này là người như thế nào? Xin chào độc giả iFamily, mình là Trúc Đoàn. Các bạn đang nghe podcast Lỗi không tại các chòm sao. Đây sẽ là nơi để tìm hiểu và minh oan cho các chòm sao. Chủ đề podcast của chúng ta ngày hôm nay sẽ xoay quanh một nhân vật khá là đình đám, đang được mọi người chú ý trong thời gian vừa qua với những phát ngôn về tình yêu hôn nhân của mình, Sơn Tùng MTP. Và người đồng hành của chúng ta chính là bạn Lan Vi, một người rất có kinh nghiệm về tarot cũng như chim tinh học. Xin mời bạn Lan Vi ạ. Chào Trúc và độc giả của A Family, mình là Lan Vi và mình thường hay lấy biệt danh là mèo con trên các kênh xã hội và truyền thông. Mình đã có tìm hiểu và có các hoạt động liên quan tới tarot cũng như là chim tinh từ khoảng năm 2013 cho đến nay, và mình rất là yêu thích bộ môn này. Mình thường sẽ tìm hiểu nhiều kiến thức và cũng tự chiêm nghiệm về đời sống của bản thân và những người xung quanh. Thì Vi cảm thấy rất là vui khi ngày hôm nay được Trúc mời đến đây để chia sẻ nhiều hơn về các cung hoàng đạo khi yêu, và mong là chúng ta sẽ có thêm nhiều hiểu biết hơn thông qua buổi nói chuyện ngày hôm nay. Rất là cảm ơn Lan Vi. Theo như Trúc được biết thì Sơn Tùng sinh ngày 5 tháng 7 năm 1994. Đây là một người có cung mặt trời là cự giải. Vi nhận xét thế nào về một người cung cự giải đơn thuần nhỉ? Thì với một người có cung hoàng đạo là cự giải thì các bạn sẽ thường chú ý tới cảm xúc rất là nhiều. Cảm xúc của bản thân và cái cảm xúc của những người xung quanh, cũng như là cái sự hòa hợp giữa cảm xúc với nhau. Thì theo như Trúc được biết thì một người thì không phải là chỉ bị ảnh hưởng bởi mỗi cái cung hoàng đạo, cung mặt trời, mà nó còn có những cái cung khác như là cung mặt trăng, cung mộc hay là sao hỏa sao kim. Sơn Tùng là người có cung mặt trời là cự giải, mặt trăng là song tử, sao hỏa là song tử và sao kim chính là sư tử. Thì không biết là mèo có nhận xét gì về cái combo này không? Để mà nói về một combo thì nó khá là phức tạp, nhưng mà mình có thể nhìn thấy được là Sơn Tùng bị chịu chi phối bởi những cái hành tinh cá nhân ở hai chòm sao chủ yếu là cự giải và song tử. Thì ở hai chòm sao này các bạn sẽ thấy có một cái tổ hợp liên quan tới việc là trao đổi thông tin và cảm xúc với nhau. Với Sơn Tùng thì mình đoán có thể là bạn ấy sẽ cảm thấy hạnh phúc khi mà được chia sẻ, được lắng nghe và thậm chí là được cảm nhận về cảm xúc của mình và cả đối phương. Cho nên là với một cái mối quan hệ mà có thể cởi mở trao đổi với nhau thì bạn ấy sẽ cảm thấy thoải mái hơn là những mối quan hệ mà nó gò bó hay là thiếu cái sự kết nối thông qua việc trò chuyện. Nếu như vậy thì một cự giải khi xa vào tình yêu thường những biểu hiện của họ sẽ như thế nào? Vi đoán là đâu đó thì với cung cự giải, khi mà ngưỡng những cái ngày đầu mà họ mới yêu á, thì có thể là họ là một cái người khá là lụy tình, bởi vì họ mãi mê chạy theo cái cảm xúc của bản thân lẫn người khác. Nhưng mà khi mà cự giải càng yêu nhiều là càng lâu năm á, thì họ càng trở nên gọi là biết cách xử lý cảm xúc hơn. Có một cái nhận định rằng là cự giải thường là người hay dùng tình cảm và dùng những cái kỹ thuật riêng của mình để mà có thể điều khiển được người khác làm theo ý mình. Thì Vi nhận định cái này là đúng hay sai? Bởi vì cự giải là một cái cung nước lãnh đạo, cho nên một cái cung nước tiên phong, cho nên là đó là lý do mình sẽ có cảm giác là nó có thể có khả năng dẫn dắt cảm xúc của người khác. Bởi vì nếu mà Trúc để ý thì với những cái bạn mà thể hiện cái sự đáng yêu, cái sự biết ơn, cái sự nhờ vả một cách rất là nhẹ nhàng và dễ chịu, thì Trúc cũng sẽ cảm thấy là mình muốn đáp ứng cái nhu cầu của họ hơn là những cái bạn mà ra lệnh. Trúc đang thấy là người ta có cái câu là đàn ông sao hỏa, đàn bà sao kim, thì ở đây là sao hỏa của Sơn Tùng là song tử, bên cạnh đó là sao kim sẽ làm sư tử. Thì liệu hai cái cung này nó sẽ có một cái chút nào đó ảnh hưởng đến Sơn Tùng hay không nhỉ? Mình sẽ hình dung như thế này, với cái cách mà mình tìm kiếm động lực trong cuộc sống á, thì mình sẽ tìm ở cung mặt trời. Nhưng mà với cái cách mà mình bộc lộ hành vi và chinh phục người yêu của mình ở đàn ông á, thì sẽ là ở sao hỏa. Cho nên là cái cách yêu của các bạn nam á, thì sẽ sử dụng sao hỏa của mình để bộc lộ sức mạnh và chinh phục cái người phụ nữ mà mình yêu. Còn cái gu người yêu của các bạn nam có thể là sẽ phụ thuộc vào sao kim và mặt trăng. Nhưng mà ngược lại thì các bạn nữ sẽ yêu một cái người bạn nam theo cái mẫu hình của sao hỏa. Nữ sẽ học cái cách khai phá năng lượng ở sao kim của mình để dung hòa và làm chủ những cái dòng chảy trong mối quan hệ. Còn nam thì sẽ học cái cách sử dụng sức mạnh của mình ở sao hỏa để mà có thể giúp bảo vệ, che chở người nữ của mình, hoặc là giúp chống đỡ cho cái mối quan hệ. Gần đây một vài phát ngôn của Sơn Tùng cũng đang được đào lại, điển hình như là: nếu hôm qua tôi chọn A mà hôm nay tôi chọn B thì tôi sẽ quyết định theo B ngay. Vì nếu cái A không làm mình băn khoăn thì cái B đã không xuất hiện. Nên cái B đã xuất hiện thì phải có B và không nhìn về A nữa. Có vẻ phát ngôn này đã thể hiện được bản thân Tùng là một người rất là dứt khoát và rõ ràng. Vi nghĩ sao về cái chuyện này?
Vi nghĩ đây là một cái đặc tính của cự giải luôn, bởi vì là cự giải rất là trân trọng cảm xúc của bản thân và của người khác, cho nên nếu như mà họ cảm thấy ở cạnh người không được thoải mái nữa thì họ sẽ có một cái sự gợn trong lòng, cái sự lăn tăn trong lòng. Nếu như mà phải ở cạnh cô gái mà cô ấy không còn vui vẻ và hạnh phúc như là những cái ngày đầu mà Sơn Tùng chinh phục thì anh ấy cũng sẽ cảm thấy không có nhiều động lực nữa. Cái điều quan trọng nhất khi mà yêu một chàng trai có sao kim sư tử đó là lúc nào mình cũng phải giữ cho bầu không khí được vui vẻ và giữ được một cái sự kiêu hãnh nhất định cho bản thân. Ngoài ra thì Sơn Tùng cũng có một cái phát ngôn khác nữa: tất cả những mối quan hệ tôi đang có là nhân duyên, nó đến khiến tôi thấy đầy và đủ, tôi không cần hơn nữa. Nhưng nếu một ngày nào đó ông trời cho thêm người mới thì đó cũng là nhân duyên của tôi. Cái phát ngôn này liệu có phải đang chứng minh một chuyện là cự giải sẵn sàng thay đổi đối tác của mình cho đến khi nào họ tìm được người ưng ý hay không? Vì cảm giác cái này nó không chỉ liên quan tới cung hoàng đạo cự giải mà có lẽ nó liên quan nhiều hơn tới sao thủy song tử của Sơn Tùng ấy. Và ngoài ra thì là sao kim sư tử nữa, tức là mình sẽ chọn cái gì mà mình ưng ý nhất, mà mình vui nhất. Cái trải nghiệm về cảm xúc của cung hoàng đạo cự giải là một trải nghiệm rất là quan trọng. Thế cho nên là Sơn Tùng thấy là ở đối tượng này mình đang khá là vui thì Sơn Tùng sẽ ở lại. Nhưng khi mà cảm thấy là cái bầu không khí không còn vui nữa và mỗi bên dường như là cảm thấy mất động lực và mất hứng thú với nhau thì có thể là đâu đó Sơn Tùng sẽ muốn dừng lại. Và nếu như có một đối tượng khác khiến cho Sơn Tùng có một cái cảm giác bình yên và thoải mái hơn thì điều đó sẽ khiến cho Sơn Tùng muốn dừng chân lại ở cái nơi mà mình hay gọi là bến đỗ của sự bình yên ấy. Và sau đây sẽ là hai phát ngôn mà Trúc nghĩ là rất là động chất tự giải. Tôi ước rằng sau 30 tuổi mình sẽ có một mái ấm thật sự bên người mình yêu với những đứa con. Người khiến tôi có thể từ bỏ tất cả để ở bên là người sẽ yêu thương gia đình tôi và giúp tôi được yêu thương gia đình cô ấy. Đây có vẻ như là một đặc tính rất nổi trội cự giải, đó là người luôn hướng vào gia đình. Vi nghĩ sao vấn đề này? Cái này là một cái đặc điểm rất lớn ở những bạn cự giải luôn. Và các bạn thì rất là quan tâm tới gia đình, tới những cái cảm xúc của những người thân yêu của mình. Được biết thì Bảo Trâm, người tình tin đồn của Sơn Tùng, là một người sinh ngày 9 tháng 9 năm 1994. Thì đây là một cô nàng thuộc cung sử nữ. Nếu chuyện tình này là có thật thì mối quan hệ giữa nam cự giải và nữ sử nữ thì sẽ như thế nào? Cái sự kết hợp giữa cự giải và sử nữ là một cái sự kết hợp khá là khó khăn, bởi vì là đâu đó thì sử nữ là một cái cung khá là chi li và tỉ mỉ, và đôi khi họ sẽ đi theo những cái nguyên tắc của họ tới mức cứng nhắc và họ bỏ quên cảm xúc của những người khác rất nhiều. Và đó là lý do mà khi mà cự giải ở cạnh sử nữ thì sẽ cảm thấy rất áp lực, bởi vì cảm xúc của mình không được trân trọng, ở cạnh họ cũng cảm thấy khó mà tìm được cái niềm vui hay là cái sự cởi mở để chia sẻ. Thành ra là cái cặp đôi này là một cái cặp đôi có thể là có nhiều sóng gió và có nhiều cái sự tổn thương, chủ yếu là hướng về cự giải nhiều hơn. Còn đâu thì bên sử nữ sẽ cảm thấy khá là phiền phức, bởi vì tại sao nó không thể đi theo một cái quy chuẩn chung của xã hội hay là quy chuẩn chung của tập thể dạng vậy. Tại vì sử nữ rất là chú ý tới những cái yêu cầu của những người xung quanh, và đâu đó sử nữ cũng sẽ cảm thấy rất áp lực nếu như mà mình không thể đáp ứng được những cái yêu cầu của xã hội hay là yêu cầu của công việc hay là yêu cầu của đời sống thường nhật. Còn người hiện nay đang được đồn là sinh con cho chủ tịch, đó chính là nàng thơ Hải Tú. Thì cô nàng sinh ngày 1 tháng 1 năm 1997, tức là một người thuộc cung Ma Kết. Thì Vi nhận xét như thế nào về mối quan hệ giữa nam cự giải và nữ Ma Kết nhỉ? Vi thấy là cái cự giải và Ma Kết này là một cái cặp đôi khá là thú vị, mặc dù nó là cái sự đối đỉnh với nhau trên vòng tròn hoàng đạo. Nhưng mà Ma Kết thì nó có một cái khả năng trầm tĩnh nhất định để mà có thể giống như là vững vàng trước những cái sự bất ổn của cự giải vậy đó. Tại vì cự giải thì quá là xuôi theo cảm xúc đi, còn Ma Kết thì đâu đó có một cái sự rất là bình tĩnh và bản lĩnh. Mối quan hệ này khác với lại suy nghĩ của các bạn là nó là đối đỉnh thì có thể nó sẽ có nhiều xung đột chứ, nhưng mà mình lại ít thấy sự xung đột, bởi vì sẽ có xu hướng bên này nhường nhịn bên kia, hoặc ngược lại trong lúc mà bên kia hơi quá khắt khe thì bên này có thể sẽ hơi rén một xíu, thế nên là họ sẽ dừng lại cái sự vô lý của họ. Còn khi mà bên cự giải cảm thấy hơi yếu đuối một chút thì Ma Kết sẽ sẵn sàng đứng lên để bảo vệ và che chở. Nên là tự nhiên cái mối quan hệ này dường như là nó có một cái gì đó như là rất là bổ sung với nhau và rất là hợp nhau vậy đó các bạn. Và cảm ơn Lan Vy rất là nhiều về cái buổi chia sẻ ngày hôm nay. Thì mong rằng là qua cái buổi chia sẻ này chúng ta có thể phần nào hiểu được cái tính cách của Sơn Tùng cũng như là những cái câu chuyện xung quanh chuyện tình bí ẩn của họ. Cảm ơn Trúc đã mời Vy đến chương trình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe những cái chia sẻ của Vy. Chúc các bạn luôn bình an trong cuộc sống. Nếu bạn cảm thấy chuyện tình cảm cũng như cuộc sống của mình có vấn đề gì cần chia sẻ, hãy inbox cho chúng tôi thông qua fanpage A-Family. Biết đâu chúng tôi có thể đưa cho bạn những thông điệp, từ đó giúp bạn hiểu rõ hơn về bản thân và có thể đưa ra câu trả lời cho chính mình.